Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này giới thiệu đến các bạn một khóa học Anh văn giao tiếp cho người hoàn toàn mất gốc. Thì phương pháp giao tiếp siêu tốc kiểu Mỹ dễ học, dễ nói và dễ thành công. Thì giới thiệu khóa học phương pháp giao tiếp siêu tốc kiểu Mỹ dễ học, dễ nói, dễ thành công. Tiếng Anh hiện nay được xem là ngôn ngữ chung của thế giới. Vì vậy, ngày càng nhiều người Việt đầu tư để học tiếng Anh. Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu? Bạn là đối tượng mắc căn bản tiếng Anh, mắc gốc tiếng Anh. Bạn đã quá chán nản với việc học tiếng Anh nhiều năm mà vẫn chưa có tiến bộ. Nhưng điều mà bạn băn khoăn sẽ được xua tan ngay khi bạn đăng ký khóa học tại Unica. Khóa học sẽ giúp cho bạn khắc phục tất cả mọi khó khăn để vực dậy, khởi nguồn niềm đam mê với tiếng Anh. Khóa học cho bạn biết được cách học tiếng Anh đúng cách, và bạn sẽ được nhập vai trong các tình huống giao tiếp trong tiếng Anh hết sức là thú vị và thực tế hàng ngày. Lộ trình học tiếng Anh cho người hoàn toàn mất gốc của giảng viên Ruby Thảo Trần giao tiếp cùng phương pháp phản xạ truyền cảm hứng sẽ giúp cho bạn nâng cao trình độ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn sẽ hoàn toàn tự tin với trình độ tiếng Anh giao tiếp mới của bản thân đấy. Thì lợi ích của khóa học, bạn đang lo lắng về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình vì học đã lâu nhưng không nói được. Khi nói đến khóa học Anh văn giao tiếp cho người hoàn toàn mất gốc, bạn sẽ lấy lại nền tảng của tiếng Anh bị mất gốc, tập trung vào phần nói và nghe, tự tin trong cuộc sống và giao tiếp với người nước ngoài, hỗ trợ công việc cũng như học tập một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Có thể giao tiếp và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh lưu loát, nắm bắt được yếu tố cần thiết khi giao tiếp làm việc với người nước ngoài, tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp. Đến với khóa học đối tượng đào tạo, bạn là sinh viên, người đi làm, người học không có điều kiện tham gia học tại các trung tâm, những người muốn giao tiếp tự tin, lưu loát, khẳng định bản thân, phục vụ cho công việc, thì mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu về khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc hoàn toàn. What are you doing? What are you doing? You speak English? I see you are very hardworking, but your pronunciation is not good. Yeah. Okay. You see? Chị nói tiếng Việt với chị. Oh, sorry. Chị nói tiếng Anh, tiếng Việt ha. Chị thấy cái phần phát âm của em nó như nó không có được hay hay sao á? Cảm thấy nó không có được tốt lắm. Chị, có biết không? Chị với em đấy. Chị biết. Tại vì em học cũng chưa có làm được tiếng Anh đó. Với lại cũng bị mất gốc rồi đó. Mất gốc hoàn toàn luôn. Không biết gì luôn. Vậy bạn đang học cái này là của trên trường mình hả? Dạ. Ok. Vậy thì em muốn được trau dồi thêm tiếng Anh đó, thì không biết là chị có biết chỗ nào hay là đến hướng dẫn cho em không ạ? Thì bây giờ thì trung tâm tiếng Anh thì nhiều lắm. Bạn có thể tham khảo trên website hoặc là trên mấy cái thông tin, mấy cái trang mạng thì các bạn có biết rồi. Nhưng mà vấn đề là bạn tính là học trực tiếp với giáo viên hay là bạn không có đủ thời gian để bạn có thể học ở nhà hay là gì đó, cái vấn đề nhu cầu của bạn thì em đi học với lại đi làm nữa cho nên không có thời gian để học nhiều. Bây giờ em muốn học online á, thì không biết là chị có biết chỗ nào online mà... thì thôi tính. Tại vì đang làm việc mà thấy bé hỏi gì đang nói nó như cái thôi giờ sẵn nói luôn. Tại vì cô á, tại vì xưng cô quen rồi nha. Cô là giáo viên tiếng Anh. Thì hiện tại là cô cũng đang có một cái khóa dạy tiếng Anh online đó. Nó rất là phù hợp với cái người mà vừa, ý là mất hoàn toàn căn bản luôn á, mà không có thời gian, tức là nó vừa tiết kiệm được kinh phí nhưng mà bạn vẫn có thể linh động thời gian để học và bạn xem kinh lại được nhiều lần. Thì trong cái khóa học online đó thì em sẽ được cái gì? Thì đầu tiên thì bạn mất hết tất cả rồi, thì đầu tiên bạn sẽ phát âm trước. Bạn sẽ được cái phần đầu tiên là phát âm, tức là bạn lấy thì tất cả những cái phần phát âm này, âm đuôi này, âm vần này, biến âm, nối chữ, tất cả mọi thứ luôn. Và đặc biệt là giọng Mỹ thì các bạn đọc nó sẽ hay.
Đó, thì sau đó các bạn từ cái phần mà các bạn học phát âm rồi thì bạn sẽ có một cái phần gọi là cái phần từ vựng. Bạn học từ vựng giống như thế từng chủ đề như vậy đó. Và sau đó bạn dùng từ vựng đó bạn ráp câu. Bạn ráp câu lại. Ok. Và cuối cùng là bạn sẽ được chỉ một cái tình huống là đặt mình vào tình huống để nói những cái câu đó. Và sau cái khóa học đó thì bên cái chương trình của bên cô thì nó còn có thêm một cái là chỉ cho bạn cách đi xin việc và cách thuyết trình nữa. Thì đó là những cái mà bạn sẽ học được từ bên cô. Và cô nghĩ là sau khoảng chừng 20 clip mà bạn học với bên cô thì bạn hoàn toàn lấy lại căn bản luôn. Giờ thì em muốn đăng ký đi học thì em sẽ làm như thế nào hả cô? Đăng ký đi học thì bạn có thể lên trên trang web của unica.vn. Sau đó bạn đăng ký học. Thì bên đó cô cũng không biết là cái mức học phí là cô nghĩ là chắc là thấp chứ không có cao đâu. Và bạn lo không phải lo vấn đề đó. Nhưng mà được có cái là bên mình sẽ cho một tài khoản và bạn có thể đăng nhập. Và bạn học nhiều lần bạn muốn. À, vậy hả cô? À, vậy thì em sẽ đăng ký cái khóa học của cô ngay bây giờ. Vậy còn các bạn thì sao? Hãy đăng ký khóa học. Hành văn giao tiếp cho người hoàn toàn mất gốc. Các bạn đã theo dõi một đoạn video giới thiệu khóa học Anh văn giao tiếp cho người hoàn toàn mất gốc. Thì video này mình xin giới thiệu đến các bạn, đây là một khóa học. Thì trị giá khóa học này là 600.000. Khi mà các bạn chọn vào đường link ở dưới video này thì các bạn sẽ được ưu đãi là 40%, chỉ còn lại là 359.000. Nếu như các bạn thấy video này thật sự cần thiết và các bạn muốn cải thiện tiếng Anh của mình thì các bạn hãy đăng ký khóa học tại unica.vn theo đường link ở phía dưới để được sự giảm giá. Thì video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích và có thể giúp được cho nhiều người thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo. Và hãy đăng ký kênh của mình để đón nhận video mới nhất mà mình chia sẻ. Thân ái chào các bạn.